Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh và video của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một cây Maruyama hàng đời mới nha mọi người. Đây, CST310M. Đó. Hàng này thì nhìn rất là đen thui này, nhìn rất là buồn cười luôn nha mọi người. Kiểu thiết kế của máy thì rất là gồ ghê, tại vì cái bộ giật của nó chiếm diện tích rất là lớn. Đó, nhưng bộ giật trợ lực lớn nha, nhích nhẹ phát là nổ thôi. Đó, cực kỳ mà nhẹ. Đó, thì giá của em này là 2.200.000 đồng. Thì lam nó sử dụng lam 40, xích là xích trung mini nha mọi người. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo nha mọi người. Đây, cái sợi xích của nó cực kỳ bá đạo luôn nha mọi người, rất là sắc nhá. Đó, đây là cái đầu nú hàng trước ha. Đây, thì đời này nó có đầy đủ chức năng, có cả núm bơm xăng phụ này, bộ giật trợ lực này, rất là nhẹ nhạy nổ luôn nha mọi người. Đó, thì cái bộ phần chế xăng nó nằm ở đằng sau này, đây là một cái chốt cần e. Đó, còn nắp bình chứa nguyên liệu thì nắp màu vàng này là xăng pha với nhớt, còn nắp màu đen này là nhớt thải để nuôi lam xích nha mọi người. Đó, tăng sên thì từ xăng trực tiếp tại lam, sử dụng một ốc chân lam nha mọi người. Đó, máy nói chung hệ đời mới, đây cái gì nó làm nó cũng cao cấp ha. Đây, thì tay ga bóp ở đây, công tắc thì trực tiếp tại đây. Đó, thì hôm nay em sẽ báo giá công khai cho mọi người. Thì bây giờ em sẽ vào vấn đề nổ cho mọi người nhé. Thì trường hợp để lâu vào cái xăng, mọi người bơm cái núm bơm xăng phụ này đầy lên. Đây là cái chốt cần e, kéo nó ra, giật nó ho một tiếng, mọi người bóp ga nó sẽ tự vô ha. Là trạng thái xài bình thường. Cứ như vậy là mọi người nổ ra xài thôi. Cái tay cụt này, tay cụt công suất lớn nha mọi người. À, này là 30.1cc luôn nhá. Đó, nó ngang ngửa với một cây Estin dòng mini. Đó, nó nằm đứng nha mọi người. Rồi, anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé.